Không chỉ là món ăn thơm ngon mà mật ong được cho là tiên dược với sức khỏe, nhưng không phải ai cũng dùng được. Theo bác sĩ Nguyễn Thị Ly, Bệnh viện Đa khoa Melatech, mật ong chứa hỗn hợp các loại đường và các thành phần dinh dưỡng khác, chủ yếu gồm carbon hydrate, nước, vitamin, chất chống oxy hóa, lượng calo. Trong thành phần mật ong, 82% là carbon hydrate và các khoáng chất, vitamin. Mật ong còn có hàm lượng chất chống oxy hóa, kháng khuẩn, chống viêm. Các chuyên gia khuyến cáo mật ong tốt cho sức khỏe nhưng không nên lạm dụng, dùng quá nhiều. Với người trưởng thành chỉ nên dùng từ 30 đến 40 ml một ngày. Bác sĩ Ly khuyến cáo những người này không nên sử dụng mật ong, không nên dùng mật ong trong trường hợp tiêu chảy. Người đang đầy bụng, người giãn tĩnh mạch cũng không nên dùng mật ong để tránh ảnh hưởng tiêu cực cho sức khỏe. Theo kinh nghiệm dân gian, mật ong kỵ với các gia vị, món ăn như hành, thì là, cua. Do vậy, không nên kết hợp mật ong với các thực phẩm này. Trong mật ong có thể có các nội bào tử của vi khuẩn botulinum. Trẻ dưới một tuổi không nên uống mật ong. Còn với trẻ lớn hơn hoặc người lớn hệ tiêu hóa phát triển hoàn thiện sẽ phá hủy các bào tử này không ảnh hưởng gì tới sức khỏe. Mật ong có thể gây dị ứng với những người có cơ địa nhạy cảm. Người bị dị ứng mật ong sẽ có những triệu chứng từ nhẹ tới nặng như mệt mỏi, chóng mặt, buồn nôn, ngứa ngáy. Thậm chí nếu tình trạng nghiêm trọng hơn bạn có thể khó thở, ngất, suy tim và tử vong nếu không được xử lý kịp thời ngoài ra bạn hãy lưu ý lựa chọn hộp đựng mật ong thật cẩn thận nếu bạn sử dụng các vật dụng làm bằng kim loại chất lượng của sản phẩm sẽ giảm đáng kể không những vậy chúng có thể gây ra những ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe của người dùng không nên lạm dụng sản phẩm mật ong hãy là người tiêu dùng thông minh sử dụng đúng cách nếu dùng mật ong để điều trị bệnh bạn nên tham khảo ý kiến của bác sĩ bác sĩ ly chia sẻ